Thưa quý vị, cách đây khoảng chừng 6-7-8 tháng gì đó, tôi có nhắc nhiều người rằng năm nay là 40 năm Tết Mậu Thân. Tôi biết là không ai quên Tết Mậu Thân, nhưng có lẽ là không có nhiều người nhớ đến cái thời điểm là 40 năm. Thì dĩ nhiên là khi tôi nhắc đến cái điều đó, hẳn là trong lòng tôi phải lúc nào cũng nhớ đến Tết Mậu Thân. Tết Mậu Thân, nhạc sĩ Trịnh Công Hơn Sơn, như bình thường anh về thăm nhà và anh kẹt ở ngoài Huế. Tôi rất sợ anh gặp những cái chuyện không may. Thì sau đó tôi biết là anh đã trốn ở trong trường tiểu học với trung học kiểu mẫu gì đó ở ngoài Huế và ở dòng Chúa Cứu Thế. Rồi tôi có gửi cho anh 3.000 và một cây thuốc Lucky. Thì sau đó anh có, khi mà tôi được gặp lại anh thì anh có khen là tôi đã gửi ra cho anh cái điều anh cần là cây thuốc lá, bởi vì cây thuốc lá đó là Lucky. Và anh còn kể cho tôi nghe, anh nói là anh không thể ăn cơm được trong suốt mấy tháng sau đó, bởi vì trong cuộc đời của anh, dẫu đã từng gặp những cái chết, từng nhìn thấy xác chết, nhưng chưa bao giờ anh lại thấy người ta chết mà nhiều kiểu khác nhau. Có những người ở dưới hố hầm bị gần như là chôn sống, còn giơ hai tay lên để che, để phòng vệ, để tự vệ đó. Nhưng mà rồi rốt cục thì họ cũng phải chịu cái số phận hầm hưu là bị chết dưới những hố hầm. Mà sau đó nhiều tháng người Huế mới đào được những xác đó, và cả một thành phố Huế để tang, cả một thành phố Huế không có những tiếng cười, những tiếng chào nói bình thường, chỉ còn là những tiếng khóc. Có nhiều người khóc ra tiếng và nhiều người không còn hơi sức để mà khóc nữa. Đó là những lời mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã kể lại cho tôi nghe. Ngày hôm nay chúng ta đang ở cái thời điểm của 40 năm Tết Mậu Thân. Xin mời quý vị và các anh chị nghe bài ca dành cho những xác người, dành riêng cho Tết Mậu Thân tại Huế. Xác người nằm trôi sông vơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên thềm nhà hoang vu. Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên những đường quanh co. Mùa xuân ơi, xác núi thơm cho đất ruộng cày. Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai. Đường đi tới dù trông gai, thì quanh đây đã có người. Xác nào nằm bơ vơ trong mưa lạnh này, bên xác người già yếu có xác còn thơ ngây. Xác nào là em tôi dưới hố hầm này, trong những vùng lửa cháy, bên những
nhằm trôi sông phơi trên ruộng đồng, trên những vùng lửa cháy, bên những đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu. Mùa xuân ơi, xác núi thơm cho đất ruộng cây. Việt Nam ơi, xác thơm hơi cho đất ngày mai. Đường đi tới dù trông gai, thì quanh đây đã có người. Xác người nằm bơ vơ trong mưa lạnh này, bên xác người già yếu có xác còn thơ ngây. Xác nào là em tôi dưới hố hầm này, trong những vùng lửa cháy, bên những vùng ngô khoai. Xác nào là em tôi dưới hố hầm này, trong những vùng lửa cháy, bên những vùng ngô khoai. Xác nào là em tôi dưới hố hầm. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thấy là Khoa, người đàn guitar còn rất là trẻ, nhưng mà em có một cái lòng đối với nhạc Việt Nam. Tôi phải nói là một cái điều hiếm có ở cái lứa tuổi của em. Thí dụ như bây giờ tôi muốn các con tôi mà nó nghe nhạc tôi hay nó hát, cái đó tôi thua. Tại vì quý vị cũng biết là thời mới qua đây, tôi đi làm janitor, và tức là đi chùi cầu tiêu. Thì rồi đi làm nuôi con, tôi cái vấn đề dạy con nó hơi khó. Tôi lại quá thương con, quá chiều con, và cố gắng để cho con mình nó không bị thiếu thốn như mình đã thiếu thốn. Cho nên cái vấn đề mà con tôi nói được tiếng Việt bây giờ, như bây giờ thì tạm thôi, nhưng mà cũng rất là yếu. Và tôi gần mấy em đây thì tôi hơi xấu hổ một chút, là bởi vì một người lúc nào cũng ca ngợi người con gái Việt Nam ra vào, mà con mình không biết nói tiếng Việt Nam. Dạ, cháu cũng biết nhưng mà không có giỏi lắm. Thành ra lòng tôi cũng buồn. Tôi cũng mong là có một ngày tôi nói cho nó hiểu, để nó đến nó xin học mấy em đây, và chính tôi cũng xin đến học ở đây, học cách hát. Tại vì mặc dù tôi hát trên 40 năm rồi, nhưng mà về kỹ thuật tôi chẳng biết gì cả. Nhưng mà có lẽ là tôi đánh võ rừng, thành ra nhiều khi nó dễ dàng cho tôi hơn. Là vấn đề kỹ thuật thì xin lỗi nếu mà tôi hát từ nãy đến giờ mà có ra khỏi những khuôn nhạc để mấy em gặp lúng túng thì sorry. Không có à. Bây có giờ à.